Thật tuyệt vời phải không các bạn? À, vậy đã bao lâu bạn chưa khen đồng nghiệp? Đã bao lâu bạn chưa khen gì ạ? Người bạn của bạn? Đã bao lâu bạn chưa khen con của mình? Đã bao lâu bạn chưa khen người vợ đảm đang của mình? Đã bao lâu bạn chưa khen người chồng tận tụy của mình? Chúng ta hãy áp dụng cái nguyên tắc này nhé. Đó là nguyên tắc gì ạ? Khen ngợi và công nhận giá trị của họ. Chắc chắn bạn sẽ được mọi người yêu quý ngay lập tức. Xin chào các bạn, rất vui lại được gặp lại các bạn. Trong giao tiếp thì ai cũng muốn được nhiều người yêu quý đúng không? Yêu quý ngay lập tức, ngay từ lần gặp đầu tiên luôn đúng không? Một số rằng bạn cho rằng là ta chỉ cần gì ạ? Nói đúng, nói hay, nói lưu loát. Đó là yếu tố quan trọng nhất để người khác yêu quý mình ngay lập tức. Tuy nhiên trong thực tế thì không phải như vậy đúng không? Vậy để có được cái sự yêu quý ngay lập tức từ người khác thì yếu tố nào là quan trọng nhất? Thì trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn các cách đó, được chưa? Nó vô cùng đơn giản, nó cũng rất là dễ hiểu và đặc biệt là nó còn rất dễ thực hiện nữa đúng không? Ta lần lượt đi vào các cách đó nhá. Cách thứ nhất. Cách thứ nhất. À, trong giao tiếp thì đôi khi là ta thường mắc phải những cái sai lầm. Sai lầm đó rất nhỏ thôi, nhưng sai lầm đó lại rất phổ biến trong cuộc sống và trong giao tiếp đúng không? À, mặc dù là những sai lầm nhỏ bé thôi nhưng nó lại gây ra những cái tác hại vô cùng lớn đúng không? Nhẹ là người khác không muốn nói chuyện với mình, nặng hơn nữa là người ta không thèm nói chuyện với mình luôn đúng không? Vậy thì những cái sai lầm đó là những sai lầm gì? Thì tôi cùng các bạn chúng ta hãy cùng nhau phân tích qua ví dụ cụ thể nhá. À, ta xét ví dụ. Hạnh, đây là tên của một cô nhân viên văn phòng. Đấy, là một cô nhân viên văn phòng. Hôm nay Hạnh có cái cảm xúc tức là rất là buồn và chán nản. Khi đó người trưởng phòng của Hạnh đến văn phòng và gặp Hạnh đúng không? Và khi gặp Hạnh thì cô trưởng phòng này sẽ nói như sau: còn 30 phút nữa là đến giờ họp. À, sao em còn ngồi đây? Đấy. Sau đó nó đặt ra một loạt các câu hỏi như là nước em chuẩn bị thế nào rồi? Tài liệu thế nào rồi? Ghế ngồi thế nào rồi? Vân vân. Đấy. Không lại như những lần trước. Không lại như những lần trước. Đấy, cô trưởng phòng nói như vậy, đúng không ạ? Vậy nếu là bạn thì bạn có thích được cô trưởng phòng này không? À, đương nhiên là không đúng không? Vậy thì cô trưởng phòng này đã mắc phải cái sai lầm gì trong giao tiếp ạ? À, đó là cái sai lầm cũng rất là phổ biến và cũng rất nhiều người mắc phải đúng không? À, đó là xu hướng là ta chỉ gì ạ? Quan tâm đến cái nhu cầu, đến cái cảm xúc đúng không? Đến cái lợi ích của bản thân đúng không? Ta quan tâm các vấn đề của bản thân trước, sau đó thì ta mới quan tâm đến gì ạ? Cái cảm xúc, cái nhu cầu của người khác đúng không? Vậy thì người trưởng phòng ở đây cũng đang gì nhỉ? Quan tâm đến cái việc họp của mình có bị ảnh hưởng không đúng không? Rồi có bị sếp của mình là cho rằng là mình không đôn đốc nhân viên không? Nên là dẫn tới là không cần phải quan tâm đến cảm xúc của bạn Hạnh đúng không? Mà đã có những cái gì nhỉ? Cái lời nói không hay như thế đúng không? À, vậy thì nếu như mà cũng trong tình huống này ta sẽ xử lý theo một cách khác. Giả sử như thế này nhá, chị trưởng phòng sẽ nói như sau: Hạnh ơi, Hạnh nghỉ ngơi một chút rồi qua phòng gặp chị nhé, đúng không? Thế khi Hạnh vào phòng của chị thì chị có thể gì ạ? Lấy một cốc nước để gì ạ? Mời Hạnh, đúng không? Và sau khi mang cốc nước mời Hạnh thì có thể
hỏi là gì nhỉ? Hạnh ơi, hôm nay chị thấy em có cái cảm xúc khác so với mọi khi lắm. Hạnh có vấn đề gì đúng không? Đúng không? Thế thì khi mà cái được cái sự gì nhỉ? Cảm thông như thế thì chắc chắn Hạnh là sẽ gì đấy? Sẽ trải lòng mình đúng không? Sẽ tâm sự đúng không? Sẽ bày tỏ cái cảm xúc của mình đúng không? Và như vậy là cảm xúc buồn, chán nản của Hạnh sẽ gì nhỉ? Sẽ được vơi đi và khi đó nó sẽ gì ạ? Sẽ dồn tâm vào công việc và làm công việc sẽ tốt hơn đúng không? Vậy thì với cách ứng xử như thế thì chúng ta đã thấy rằng là chị trưởng phòng sẽ được gì ạ? Chắc chắn sẽ được Hạnh yêu thích đúng không? Bởi vì chị trưởng phòng đã làm được một điều là gì nhỉ? Đã gì đấy? Quan sát được cái cảm xúc của bạn Hạnh đúng không? Vậy thì các bạn đã tìm ra được cái nguyên tắc đầu tiên, cái yếu tố quan trọng nhất để làm cho người khác yêu thích mình ngay chưa nhỉ? Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là gì đấy? Hãy gì ạ? Hãy quan sát cái cảm xúc của người khác đúng không? Quan sát cảm xúc. Ta quan sát rất dễ thôi đúng không? Ta chỉ cần để ý đến gì ạ? Đến lời nói đúng không? Đến cử chỉ, đến hành động của người đang giao tiếp với chúng ta là chúng ta sẽ gì nhỉ? Sẽ có được cái cảm xúc của họ đúng không? Khi ta chú ý quan sát, ta sẽ có đầy đủ cái thông tin về cảm xúc của họ đúng không? Từ đó ta sẽ có gì đấy? Cái hướng giải quyết phù hợp đúng không? Ta sẽ hoàn toàn biết được là mình nói cái gì, mình làm cái gì đúng không? Mình không nên nói cái gì, mình không nên làm cái gì để người khác cảm giác là sẽ gì nhở? Sẽ ghét ta đúng không? Mà ta phải là gì nhở? Phải làm cái gì đó, ta phải nói cái gì đó đúng không? Để phù hợp với cảm xúc của họ, giải quyết cái nhu cầu cảm xúc cho họ thì chắc chắn là gì ạ? Người khác sẽ gì ạ? Yêu quý bạn ngay đúng không? Vậy ngoài cái việc mà chúng ta tập trung quan sát thì trong giao tiếp cái yếu tố quan trọng tiếp theo để bạn có được cái sự yêu thích từ phía người khác ngay lập tức thì đó là cách nào? Thì tôi cùng các bạn sẽ chuyển sang cách thứ hai nhá. Cách 2. Thế thì bây giờ tôi cùng các bạn sẽ quay trở lại cái ví dụ mà ta đã lấy ở phần đầu nhá. Vậy thì người trưởng phòng nói là gì nhỉ? Hãy chuẩn bị nước này, tài liệu này, ghế ngồi như thế nào đó rồi, không lại như những lần trước. Có nghĩa là bạn Hạnh này trong những lần trước đã mắc phải cái lỗi đó là có thể là chuẩn bị tài liệu chưa được chu đáo, hoặc là chuẩn bị ghế ngồi chưa đầy đủ, hoặc nước cho mọi người chưa được đầy đủ chẳng hạn, đúng không? Nhưng không phải là cái sự thường xuyên của bạn đấy, đúng không? Thế thì người trưởng phòng lại nói là không lại như những lần trước. Đây cũng là một cái sai lầm gì ạ? Rất dễ xảy ra và cũng gì ạ? Rất là phổ biến. Nó đem lại cho ta cái cảm giác là có gì ạ? Có thích được cái, có thích nghe những cái lời đó không? Đương nhiên là không đúng không? Vậy người trưởng phòng ở đây đã mắc phải cái sai lầm gì ạ? Sai lầm ở đây đó chính là gì nhỉ? Ta luôn có xu hướng khi gặp một sự vật này, gặp một hiện tượng này, gặp một con người thì thường người ta lại nhìn thấy những cái mặt xấu, những cái mặt tiêu cực của những cái sự vật, của những cái hiện tượng, của những con người đấy, trước khi mà chúng ta nhận ra cái mặt tích cực, cái mặt tốt của những sự vật, hiện tượng hoặc của con người đó đúng không? Chính vì nhận ra cái mặt tiêu cực, cái mặt xấu trước nên là thường người ta là gì nhỉ? Người ta sẽ đưa ra cái phán xét, tức là anh phải thế nọ, anh phải thế kia đúng không? Và phê bình người ta trước khi mà có cái lời khen đúng không? Phê bình liên tục luôn đúng không? Vậy thì với cái trường hợp của bạn Hạnh, khi mà chị trưởng phòng nói rằng là gì nhỉ? Không lại như những lần trước đúng không? Lại mắc phải những cái sai lầm như lần trước. Thì nếu bạn là Hạnh thì bạn có gì ạ? Yêu quý cái chị trưởng phòng này không? Đương nhiên là không đúng không? Với cái tình huống như trên thì nếu mà chị trưởng phòng lại nói rằng là như nào nhỉ? Hạnh ơi, chị rất cảm ơn em đúng không? Nhờ cái số liệu mà em cung cấp rất là tỉ mỉ, rất là chính xác, mà cái báo cáo hôm nay sẽ rất là chi tiết đúng không? Và sẽ là cái số liệu để gì nhỉ? Làm cơ sở, làm kế hoạch cho tháng tiếp theo đúng không?
chị rất cảm ơn em đúng không? Vậy nếu mà chị trưởng phòng nói như thế thì chắc chắn gì nhở? Hạnh sẽ rất là yêu quý chị trưởng phòng đúng không? Chắc rằng các bạn cũng sẽ như vậy đúng không? Vậy các bạn đã tìm ra cách thứ hai chưa ạ? À, cách thứ hai đó chính là gì ạ? Ta hãy khen ngợi chân thành. Khen ngợi chân thành. Và ghi nhận những đóng góp. Và ghi nhận những đóng góp của người khác đúng không? Vậy khi mà ta khen ngợi chân thành, đồng thời ta gì ạ? Ghi nhận những đóng góp của người khác, nó sẽ có cái giá trị rất là to lớn. Nó mang lại cái giá trị to lớn. Thứ nhất đó là về tinh thần. À, thế thì với cái lời khen như thế thì đương nhiên là người được khen sẽ cảm thấy thế nào các bạn? À, sẽ vui vẻ hơn đúng không? Sẽ phấn chấn hơn đúng không? Thậm chí là những cái lỗi hoặc là những cái thói quen tật xấu của họ, họ có thể gì nhỉ? Bỏ luôn đúng không? Để mình hoàn thiện hơn, xứng đáng với cái lời khen đó hơn đúng không? Đấy là về mặt tinh thần nhá. Thế về mặt công việc thì sao nhỉ? À, khi được người khác công nhận cái giá trị của mình, công nhận những cái cống hiến của mình thì ta sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? À, ta sẽ có cảm giác là được người khác trân trọng những cái đóng góp của mình. Và như vậy thì ta sẽ làm việc với cái tinh thần gì nhỉ? Hăng say hơn đúng không? Tích cực hơn và gì đấy? Yêu nghề hơn, và khi đó hiệu quả của công việc sẽ gì nhỉ? Sẽ được nâng lên đúng không các bạn? À, vậy thì khi mà bạn Hạnh trong tình huống này có được niềm vui, có được niềm hạnh phúc trong công việc cũng như về mặt gì nhỉ? Tinh thần, thì bản thân chị trưởng phòng này cũng cảm thấy gì đấy? Rất là vui và hạnh phúc vì đã gì đấy? Đem lại cái niềm vui và niềm hạnh phúc cho người khác đúng không? Như vậy lời khen ở đây không chỉ đem lại niềm hạnh phúc cho người nghe mà còn cho cả gì đấy? Người nhận đúng không? Thật tuyệt vời phải không các bạn? À, vậy đã bao lâu bạn chưa khen đồng nghiệp? Đã bao lâu bạn chưa khen gì ạ? Người bạn của bạn? Đã bao lâu bạn chưa khen con của mình? Đã bao lâu bạn chưa khen người vợ đảm đang của mình? Đã bao lâu bạn chưa khen người chồng tận tụy của mình? Chúng ta hãy áp dụng cái nguyên tắc này nhé. Đó là nguyên tắc gì ạ? Khen ngợi và công nhận giá trị của họ. Chắc chắn bạn sẽ được mọi người yêu quý ngay lập tức đúng không? Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được những cái chia sẻ sớm nhất từ phía chúng tôi nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.